Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng hệ thống Central Online và MS Teams để tiến hành học online của hệ thống Anh ngữ IELTS. Đầu tiên, để học được online thì các bạn cần phải tải hai ứng dụng này về máy của mình. Thì để tải hai ứng dụng này về thì nếu các bạn sử dụng hệ điều hành iOS như iPhone thì mình sẽ vào App Store để tải. Còn nếu các bạn sử dụng hệ điều hành Android như Samsung thì các bạn sẽ vào CH Play để tải ứng dụng này về như những cái ứng dụng thông thường. Thì sau khi mà các bạn đã tải được hai ứng dụng này về như trên màn hình tôi đang hiện ra ấy, thì các bạn sẽ cần phải có tài khoản đăng nhập mà trung tâm đã cung cấp cho các bạn để mình đăng nhập. Thì khi mà các bạn đã đăng nhập vào hệ thống Central Online thì các bạn cần tài khoản của trung tâm. Thì mã trung tâm của mình thì sẽ là IELTS. Các bạn sẽ nhập mã trung tâm là IELTS. Tên đăng nhập thì sẽ là số điện thoại của phụ huynh hoặc số điện thoại của học viên. Thì ở đây thì vì tôi đang sử dụng tài khoản demo nên là tôi sẽ nhập cái mã đăng nhập của tài khoản demo. Đó, thì sau đó thì các bạn sẽ nhập mật khẩu. Mật khẩu sẽ là số từ 1 đến 6 mà trung tâm đã cài đặt sẵn cho các bạn. Sau khi bạn đã đăng nhập vào rồi thì các bạn sẽ vào trong ứng dụng để đổi lại mật khẩu. Đó, tôi sẽ đăng nhập. Thì sau khi mà đăng nhập vào hệ thống Central Online rồi thì như các bạn thấy trên màn hình sẽ diễn ra. Thì để mà tham gia được buổi học online thì các bạn sẽ nhấn vào phần thông báo. Thì trên trong cái phần thông báo này thì hệ thống của trung tâm đã gửi sẵn cho các bạn cái đường dẫn của cái buổi học online ngày hôm đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở phần cuối của cái phần thông báo nó sẽ có tài khoản đăng nhập của MS Teams cũng như là mật khẩu để các bạn tham gia cái buổi học online. Đó, thì các bạn sẽ nhấn vào cái đường dẫn này để truy cập vào ứng dụng MS Teams là chúng ta học online. Đấy, thì ngay lập tức khi mà chúng ta nhấn vào đường dẫn thì hệ thống sẽ chuyển sang ứng dụng MS Teams. Thì các bạn sẽ đăng nhập vào hệ thống MS Teams để đăng nhập vào buổi học ngày online ngày hôm đó. Đấy, thì chúng ta đăng nhập thì chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản mà trung tâm đã cung cấp cho các bạn. Thì đầu tiên sẽ là mã trung tâm là IELTS. Chúng ta sẽ shift trừ mã đăng nhập, tức là số điện thoại của các bạn ấy. Thì ở đây tôi cũng như lúc nãy tôi trao đổi thì tôi đang sử dụng tài khoản demo để tôi hướng dẫn cho các bạn. Thì tôi sẽ nhập cái tài khoản demo. Đó, thông thường ở phần này sẽ là số điện thoại của các bạn nhé. Và sau đó sẽ là A còng Central Online .edu.vn. Đó, thì chúng ta ở phần tiếp theo. Và chúng ta sẽ nhập mật khẩu. Mật khẩu sẽ là MS viết hoa IELTS A còng 123. Và chúng ta ấn phần đăng nhập. Đó. Đấy, sau khi mà các bạn đăng nhập rồi thì hệ thống sẽ cho các bạn truy cập, các bạn ấn phần OK này. Thì khi mà chúng ta đăng nhập vào thì để mà tham gia buổi học thì chúng ta sẽ ấn ở bên dưới màn hình, chúng ta sẽ phần có phần nhóm đấy. Thì các bạn sẽ ấn vào phần nhóm. Đấy, và ấn vào phần chung. Đấy. Thì nếu như hôm đó đang có buổi học diễn ra thì ngay lập tức ở trên màn hình nó sẽ có hiện cái buổi học đang diễn ra và chúng ta chỉ cần ấn vào phần tham gia để tiến hành tham gia vào lớp học mà thôi. Đấy, thì các bạn đợi một chút thì tôi sẽ tiến hành sử dụng tài khoản của giáo viên để bắt đầu buổi học. Thì các bạn sẽ nhìn thấy trên cái buổi học, trên cái trang chủ của mình sẽ nhìn thấy phần có buổi học và sẽ có, để mà tham gia buổi học này đang diễn ra này thì chúng ta sẽ ấn ngay vào cái phần tham gia để tiến hành tham gia vào buổi học. Thì các bạn còn khi mà các bạn truy cập vào rồi thì mình có thể chỉnh camera, bật camera để tham gia buổi học, giáo viên có thể điểm danh cũng như là chúng ta có thể chỉnh về mặt âm thanh. Đấy, sau đó chúng ta sẽ ấn vào phần tham gia ngay. Thì các bạn ấn thật phần tham gia ngay là chúng ta đã đăng nhập vào buổi học đó rồi. Đấy.